Hôm nay mình học về sticker nước hình chân dung nha cả nhà ha. Và với cái kỹ thuật này các bạn sẽ tha hồ sáng tạo, chỉ trong tích tắc thôi là mình có những bức họa chân dung hoặc là hình bướm, mọi thứ rất là dễ dàng. Và ở đây hôm nay mình giới thiệu với các bạn hình sticker một cô gái đang rất là feel, đang rất là chill với tông màu xanh dương của biển. Và như thông lệ các bạn vẫn chuẩn bị phần nền như bình thường. Ở đây thì cô Nguyên chọn màu ni, tức là tông màu da. Và các bạn sẽ xử lý nền sơn, xong rồi sơn lớp top coat. Và sử dụng sticker, mình cắt nhỏ ra đúng như hình mình muốn. Và mình ngâm vào trong nước. Thì chút xíu thôi là hình nó sẽ trôi lên cho mình. Và từ đó các bạn sẽ lấy nhíp gấp và đặt hình lên trên cái khuôn móng mà mình mong muốn. Ở đây móng cô Nguyên đang xài là móng khá to, thành ra mình sẽ giữ nguyên độ dài của hình. Còn nếu mà các bạn làm lên móng tay của khách mà nhỏ đó thì mình sẽ cắt gọn đi một chút để mà vừa lên trên móng của khách ha. Rồi sau đó mình đặt được hình lên thì mình cho một lớp bay và mình có thể hơ và lấy tiếp một số các mảng vàng mình trang trí xung quanh. Và mình nhấn phần mảng vàng xuống miết mạnh như vậy để cho mảng vàng thiệt là mỏng, không có gây cộm trong cái bề mặt của móng ha. Rồi mình sẽ hơ vào đèn để giữ cho lớp sticker mảng vàng được bám sát với nhau, phủ top giống như bình thường và hơ đèn 30 giây. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hãy để lại comment nếu như có thắc mắc gì, cũng như là nhấn subscribe để mình nhận được các thông báo mới khi có clip mới nha. Bye bye.